Siêu thị máy thủy chinh xin chào. Hôm nay thì An Khang sẽ ra mắt quý vị một sản phẩm của Dell, đó là Dell Vostro V3568 phiên bản i5 77 GHz rời có Win. Vostro V3568 này là dòng sản phẩm giá phổ thông với Dell và được coi là sản phẩm mong đợi nhất của giới công nghệ. Sản phẩm này không những tích hợp con chip mới nhất của Intel và các đồ họa rời, mà còn được trang bị một ổ cứng lớn, RAM băng thông cao và thiết kế nam tính mạnh mẽ. Máy sẽ rất là thích hợp với những bạn nam thích chơi game hoặc là sinh viên đang theo học các ngành kỹ thuật xây dựng, công nghệ thông tin. Về tổng thể của máy, Dell Vostro V3568 này có một vẻ ngoài phù hợp nếu như bạn là một người ưa thích sự đơn giản. Máy tạo cảm giác cứng cáp và khác biệt bằng khung nhựa màu đen bóng khắp thân máy cùng với một đường họa tiết vân sần như lớp da rắn nhằm hạn chế chảy xước. Khối lượng của sản phẩm này vào khoảng 2kg khiến bạn dễ dàng di chuyển trong nhiều trường hợp. Dell Vostro V3568 có một màn hình lớn 15.6 inch được phủ một lớp chống lóa nên bạn có thể sử dụng tốt ở nhiều môi trường sáng khác nhau. Bàn phím được thiết kế khoảng cách vừa phải, phím bấm êm nhưng độ này hơi thấp và bàn phím số thuận tiện ở phía bên phải giúp những bạn công sở làm việc một cách hiệu quả. Bàn di chuột thì được thiết kế tiêu chuẩn, các phím nhấn có phát ra những tiếng kêu nhẹ. Một điểm nổi bật khác của sản phẩm đó chính là sản phẩm chúng ta được trang bị chức năng khóa máy bằng vân tay rất là tiện lợi và sang trọng. Các dòng laptop phổ thông và trung cấp của hãng hầu như vẫn có thiết kế gần giống nhau. Dell Vostro V3568 này cũng vậy. Quan sát cạnh bên chúng ta sẽ thấy một khe tản nhiệt dài. Tiếp đến là cổng VGA để kết nối với các loại máy chiếu đời cũ. Bên cạnh chính là cổng HDMI và hai cổng USB. Ở cạnh phải, hãng vẫn giữ được ổ đĩa DVD. Chúng ta còn có thêm một cổng USB nữa, một jack cắm tai nghe tích hợp microphone và một khe đọc thẻ nhớ máy ảnh SD. Thời lượng pin của Vostro V3568 cũng ở mức xuất sắc, có thể lên tới 4 giờ khi lướt net nhờ áp dụng công nghệ tiết kiệm pin của chip Kaby Lake thế hệ mới. Pin nắp rời nên bạn có thể tháo ra để vệ sinh được. Phía mặt đáy là nơi bố trí của hai loa. Theo trải nghiệm thì âm thanh từ laptop Dell có sự ổn định, to và rõ ràng. Cùng xét về hiệu năng của máy, Dell Vostro V3568 là dòng laptop mới của hãng được trang bị chip Kaby Lake mới nhất của Intel tính đến đầu năm 2017. RAM 4GB DDR4 có băng thông cao 2400MHz, mạnh hơn 10% so với thế hệ 2133MHz và bạn có thể nâng cấp thêm một thanh RAM nữa. Ổ cứng ở mức 1TB, thoải mái để lưu trữ các sản phẩm số, phục vụ học tập và công việc của bạn. Vì đây là mẫu laptop dành riêng cho những bạn sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng, sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa, V3568 đem lại cho bạn một trải nghiệm tốt hơn với 2GB card rời AMD M420. Dell Vostro V3568 cũng được trang bị sẵn Windows 10 bản quyền. Dù có thể là giá sản phẩm sẽ nhỉnh hơn một chút, nhưng giá trị mà hệ điều hành bản quyền mang lại hoàn toàn khác biệt. Đó là bạn dễ dàng khôi phục khi bị xâm nhập, chạy ổn định hơn, các file dữ liệu hay phần mềm ít khi bị lỗi. Với dòng Dell V3568 thì bạn có hai mức giá để lựa chọn. Sản phẩm được trang bị chip Core i7 có mức giá là hơn 16 triệu đồng, còn sản phẩm trang bị Core i5 thì mức giá chỉ hơn 14 triệu đồng tại An Khang. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!